Chào bà con. Ngày hôm nay mình lại có duyên tới Đức Mẹ La Vang lần nữa. Đây là lần thứ tư mình ghé qua Đức Mẹ, cách đây mấy tuần lễ. Và khung cảnh hôm nay mình tới La Vang lần này thì 3 giờ rưỡi sáng. Và có một vài chiếc xe hơi đậu nơi đây. Và đây là khung cảnh ở tại La Vang sáng sớm 3:30 chiều, 3:30 sáng. 3:30 sáng tại linh địa La Vang. Xin cảm ơn mẹ đã cho con tới ngày hôm nay thêm một lần nữa. Ngày hôm nay thì con sẽ theo đoàn họ đi ra miền Bắc rồi. Nhân tiện họ ghé qua thăm mẹ. Và con cũng tới đây để viếng mẹ lần nữa. Xin cảm tạ ơn mẹ đã ban cho con có được cuộc hành trình về Việt Nam, cũng như thăm viếng mẹ lần thứ ba, thứ tư. Hiện tại thì bây giờ bà con đang còn mới tới cho nên người ta chưa tới thăm mẹ kịp. Nên con tới đây trước thì con quay cảnh sáng sớm ngày hôm nay. Hôm nay là ngày 14 tháng 9. Hôm qua là ngày lễ mẹ hiện ra ở tại Fatima. Thì hôm nay thì ngày 14 rồi. Và chúng con khởi hành đi ngày hôm nay là ngày tới đây là ngày 14 tháng 9. Hiện tại khung cảnh ở đây chưa có ai hết trơn trọi hết à. Chỉ có kính một mình con với mẹ thôi. Còn vắng lặng lắm. Mọi người đều tản mát đi các nơi khác. Có thể họ đi nhà vệ sinh không chừng. Cũng như giống như đợt trước thì còn tới đây thì cũng có hai con rồng trầu hai bên. Rồi có một cái bình bông lớn ở trước mặt nó. Rồi con rồng bên này cũng thấy. Con rồng bên này cũng trồi trước hai cái bình bông này. Để tiến về không gian nơi mẹ trú ngụ kỷ niệm ngày mẹ hiện đại ở tại La Vang. Thì nên đây người ta đặt hai cây coi tượng trưng cho cái lá vàng gì đó mẹ đã xuất hiện. Và bây giờ cũng có một số người đang tiến tới rồi. Ở trước tượng đài mẹ thì có hai thiên thần chầu hai bên ở đây. Và cái lối chính giữa. Rồi cũng có hai thiên thần khác ở hai bên hông. Trong cái lối đi nhỏ. Và hai thiên thần khác cũng ở hai bên hông nhỏ có cái đường đi lên. Hiện diện hiện tại đến đây thì đang có mấy người đang đứng đây để cầu nguyện nơi mẹ.
hai bên hông của hai cái cột đó thì có lạy mẹ La Vang, con yêu mến mẹ ở dưới hai bên cột. Ở giữa hai bên cung thánh thì đây mẹ à, có một số người tôi muốn tới đây nhưng mà không có phương tiện tới, và hy vọng rằng bà con khi mà coi phim của con, họ muốn có một vài lời cầu nguyện nơi mẹ thì xin mẹ nhận lời họ mẹ nhé. Và con đang hiện diện ở tại nơi đây, nếu được xin mẹ ban ơn cho họ, tại vì họ không có phương tiện để mà họ tới, mặc dù rất kính yêu mẹ, thì xin mẹ giúp họ đạt được những ý nguyện của họ mẹ nhé.